Xin chào bà con, thì hôm nay á mình có tới ghé thăm vườn của bà con nông dân ở Chư Sê, Gia Lai. Thì vườn bơ bút này thì mình quay lại để hướng dẫn kiểm tra tình hình mà đậu trái và hướng dẫn cho bà con phun thuốc chăm sóc bơ bút trong giai đoạn mà trái bằng chân gà. Thì ở clip 92 á mình cũng đã quay cho bà con xem về cái vườn bơ bút của bà con nông dân ở Đắk Lắk. Thì hôm nay á mình có qua Gia Lai, cụ thể là ở Chư Sê, thì mình kiểm tra là cái vườn bơ bút ở bên Gia Lai như thế này. Hiện trạng thì trái đậu cũng rất là nhiều, rất cây rất là xanh đẹp, tỷ lệ đậu trái rất là đạt. Thì so với giữa Gia Lai và Đắk Lắk á, hầu như cái sản lượng bơ bút, thứ nhất là giai đoạn mà trái bằng trứng gà hầu như là đều bằng nhau hết. Hai vườn Đắk Lắk và Gia Lai đều bằng nhau hết. Như với cái bơ bút á, mình đang quay cho các bạn xem nè. Nói chung mà trái rất là xanh, cây rất là khỏe, đều, đẹp. Thì với hiện trạng như thế này á, thì về cách chăm sóc á, hầu như ở clip 92 mình cũng nói cho bà con rồi. Ở giai đoạn này á, thì bà con phun cho mình là thứ nhất á, là thuốc chống rụng nè. Cái thứ hai là nếu mà đọt phát bà con phun chặn đọt. Cái thứ ba là con phun thuốc sâu. Cái thứ tư là con phòng nấm bệnh. Và cái thứ năm là bà con bón phân cho mình cho nó cân đối. Thì đối với cái cây bơ mình đang quay bà con xem á, thật sự trái rất là nhiều. Mình sẽ quay rất là từ từ và chi tiết. Thì về cái vườn bơ bút này mình sẽ quay toàn bộ vườn cho bà con xem. Thì vườn này cũng có tầm khoảng 300 cây. Cây tầm khoảng 7 năm cũng có, mà 10 năm cũng có, tùy tán, 4 năm cũng có. Chung mà đủ thể loại hết. Thì vào vườn thì tỷ lệ trái đậu cũng rất là nhiều. Thì mình cũng khuyên cho bà con nông dân là tỉ bớt trái. Có nghĩa là những cái cây nào mà yếu quá thì bà con nên tỉ bớt trái, không nên để nhiều. Nếu mà để nhiều thì sẽ dẫn đến sang năm cây sẽ mất sức. Như mình quay các bạn xem á, hầu như chùm nào cũng có trái, trái rất là đều đẹp. Thì với vườn này á, thì bà con nông dân á, thì cũng có chăm sóc phun thuốc sâu, côn trùng chích thúc đầy đủ. Nên cái tỷ lệ mà bị chích thúc á, bỏ xích chích á, hầu như là không có luôn. Thì bà con, mình cũng nhắc nhở bà con nha, nếu bà con muốn giữ trái bơ mình nó đẹp, bóng loáng á, thì bà con phải phun cái quan trọng nhất là cái côn trùng chích thúc, cái thuốc sâu á, con phun. Không để cho cái tình trạng mà bọ xích, bọ mọt độc cành nó chích, nó gây hại khi trái bơ chúng ta. Để sau này những trái bơ chúng ta nó sần sùi á, mưa xuống sẽ bị tình trạng là nứt, thối nhũng cái bơ đi, nó rụng và xấu cái bơ đi, sẽ bán cái bơ loại 1 sẽ không được giá thành cao. Thì đó là những cái vấn đề mình cũng nói với bà con ở clip 92 rồi. Thì với cái vườn này mình đi quay cho bà con xem, chủ yếu là xem cái vườn này và xem những cái bơ bút nó phát triển trong giai đoạn này, ta cần quan tâm những vấn đề gì. Thì mình cũng nhắc lại là những cái vấn đề về phun hãm ngọn, chặn đọt, phun chống rụng, thì mình cũng nhắc nhở bà con á, thì tùy vào vườn, bà con quan sát vườn. Có những vườn bơ chúng ta giai đoạn này mưa rất là nhiều á, thì nó sẽ phát đọt rụng. Còn có những cây mình lưu ý bà con nè, hầu như có những vườn, những cây mà trái nó nhiều quá sẽ không phát đọt luôn, những cây đó sẽ đứng luôn. Nhưng mà sau này tỷ lệ trái, nếu cây không đủ sức nuôi thì trái sẽ rụng, rụng rất là nhiều. Thì cái đó là mình nhắc nhở cho con để con biết và khắc phục và chăm sóc cây bơ của mình nó cho nó hiệu quả và năng suất cao. Thì tiếp tục mình cũng đi qua thêm cây bơ tiếp theo. Nói chung là trong vườn này trồng khoai lang rồi bơ rất là nhiều, cây rất là xanh. Mình đi thăm vườn á, kiểm tra cho con xem từng cây. Trái thật sự rất là đạt. Thì clip này mình quay cũng rất là dài về toàn bộ quá trình mà thăm vườn cây bơ bút của bà con ở Chư Sê, Gia Lai. Về các vấn đề như bón phân thì mình cũng nhắc nhở bà con rồi, tùy vào vườn, tùy vào cái cây chúng ta, những cây sung, những cây khỏe hoặc những cây yếu á, thì bà con có những cái chế độ bón phân khác nhau. Có những vườn, ví dụ mình nhắc nhở là nha, những vườn nào á, nếu mà cây ra trái rất nhiều á, thì con có thể bón hàm lượng NPK cho mình được rồi. Thì hiện tại hầu như bà con đều bón dạng là cân đối, ba con 15, ba con 16. Thì cái đó là tùy vào vùng, tùy vào địa phương chúng ta có những dòng phân thích hợp. Còn theo quan điểm cá nhân của mình chia sẻ, thì trong những giai đoạn trái trứng gà như thế này, bà con nên bón hàm lượng đạm và kali thấp cho mình. Và cái thứ hai là lăng cao. Vì cái đạm thấp á, là mình nhắc nhở bà con á, để cho hiện trạng mà bún đọt nhanh á. Ví dụ đạm mưa nhiều quá, gặp thời tiết mưa nhiều nữa thì chẳng đến tình trạng phát đọt nhanh. Thì nếu như phát đọt nhanh quá thì dinh dưỡng tập trung nuôi vào đọt mạnh,
thì dẫn đến trái sẽ rụng đồng loạt rất là nhiều. Thì qua đó mình chia sẻ bà con là nên bón cái hàm lượng đạm thấp đi. Thì cái đó là cái vấn đề mình chia sẻ theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn thật sự thì mỗi nông dân, mỗi nhà vườn khi mà làm một cái cây ăn quả nào thì bà con sẽ có những cái kỷ niệm khác nhau. Thì cái việc này, việc mình chỉ chia sẻ cho bà con, thì bà con thấy cái nào hợp lý, cái nào nên áp dụng thì bà con áp dụng. Thì thật sự cái việc mình nói và chia sẻ cho bà con cũng rất là nhiều. Từ năm 2016 đến nay 2019 á, thì hầu như mỗi năm á, mình đều hướng dẫn cho bà con từng giai đoạn khác nhau để bà con can thiệp và khắc phục những cái dòng thuốc, dòng phân bón lá và chế độ dinh dưỡng và côn trùng chích thúc để cho cây bơ chúng ta nó đạt được một cái mùa năng suất cao. Đó là cái vấn đề quan trọng. Như ở những cây bơ này mình đi kiểm tra từng trái, từng cành cho bà con xem, hầu như ở cành nào trái cũng rất là tròn, đều và đẹp. Thì ở cuối clip mình sẽ quay cho bà con xem những cái chùm bơ trái rất là nhiều và lớn, bự. Mình sẽ đi dần hết vườn, kiểm tra cho bà con xem. Thì trong giai đoạn này thì hầu như giai đoạn ra trái, thì trái nhỏ thì thật sự bà con thấy nó đã nhiều rồi. Đến vài bữa nó trái lớn bằng quả cam, thì mình sẽ quay tiếp cho bà con xem ở những cái vườn này để bà con xem cái quá trình mà phát triển của một cây bơ tới giai đoạn thu hoạch thì nó sẽ mang lại những cái ưu điểm nào và những cái khuyết điểm nào khi bà con để trái nhiều trái ít, bà con chế độ chăm sóc cho nó hiệu quả. Thì cái việc đó thì bà con cứ đăng ký kênh đi. Thật sự bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi những clip mình sẽ ra về cây bơ bút này, thật sự cũng rất là nhiều. Mình sẽ quay những cái vườn xấu có, đẹp có và những vườn mình tới hướng dẫn cho bà con nông dân toàn bộ để bà con xem và đánh giá chung về cái tình hình vườn bơ của nông dân của chúng ta. Nói chung mà đi quay như thế này thật sự nó mình quay hơi nhanh nên bà con thông cảm với mình vì thời tiết nắng nóng quá nên quay hơi nhanh một xíu. Về cây trái thì thật sự là cây nào nhìn vô cũng thích vì trái rất là nhiều, nhiều không thể nào tưởng tượng được. Cái này thì có tỉa thôi, chắc chắn mình sẽ bắt bà con phải tỉa bớt đi, nếu không tỉa cây sẽ đuối sức chịu không nổi vì lượng trái rất là nhiều mà trái rất là sai, chùm như là chùm nho, chùm nhãn vậy. Để cái là mình thích ở cái vườn này là nông dân chịu khó phun thuốc côn trùng chích thúc, không có bị bột xít chích hay là một đục cành nó đùng quả ra bột trắng á. Tỷ lệ bệnh ở vườn này cũng chung là cũng rất là thấp và ít, hầu như là mình đánh giá là không có luôn. Thì qua đây mình cũng nhắc nhở bà con là chú ý kiểm tra thăm vườn cho mình về vấn đề côn trùng chích thúc và đọt phát và chế độ dinh dưỡng cho mình nha. Đó là những cái mà mình chia sẻ với bà con nông dân. Thì còn vấn đề nào mà khó khăn bà con không hiểu á, thì bà con có thể điện thoại cho mình sẽ tư vấn bà con ạ. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi hết clip đi, mình quay cũng rất là dài để con xem về vấn đề bơ bút chúng ta đậu quả 2019 như thế nào. Xin cảm ơn bà con ạ.
Thank you.